Quân đang có mặt tại một cái cánh đồng hoa trồng cây tam giác mạch. Hiện nay tam giác mạch thì nó đã chuẩn bị tàn đấy rồi. Và ở trong cái cánh đồng này có một loại cây có tác dụng chữa bệnh ngoài da và tác dụng nhuận tràng rất là tốt. Đây, những cây mọc hoang này các bạn này. Đây. Đây. Bên kia cũng có mà vài cây các bác kìa. Đấy. Cây này có nơi người ta gọi là cây chút chít, có nơi người ta gọi là cây lưỡi bò. Đấy. Rồi trong Đông Y thì người ta gọi cây này với tên đó là cây dương đề hoặc là thổ đại hoàng. Đấy. Đây, cái lá ấy các bạn này. Đấy. Lá thuôn dài. Nhìn này thôi nhưng mà cây này thuộc họ rau răm đấy các bạn. Đấy. Lá thuôn dài. Ở trên đầu cành này, phần ngọn nó có những cái hoa này. Nó gần giống với hoa của cái cây rau rền cơm. Đấy. Cây chút chít các nhé, hoặc là lưỡi bò, vẫn là nó. Cây này dùng để làm gì? Thưa các bác là cây này là một trong vị thuốc rất hay, có tác dụng nhuận tràng này, tẩy chữa hoàng đản này, mụn nhọt này, hắc lào, rồi mẩn ngứa. Đấy. Tóm lại là những bệnh về ngoài da. Sau đó là tác dụng nhuận tràng. Đấy. Và chữa táo bón rất là tốt. Đối với những bệnh ngoài da ấy, ví dụ như là mẩn ngứa do nóng này, rồi hắc lào này, thì có thể sử dụng cái lá hoặc là cái củ của cây này. Ở dưới này có củ nhá, tí nữa con sẽ nhổ cái củ cho bác xem. Đối với trường hợp mà bị mẩn ngứa do nóng ấy, thì có thể lấy cái lá của cây chút chít này ở dạng tươi, khoảng một nắm, chừng 20 đến 25 gram, giã nát, sau đó là chà nhẹ vào nơi bị ngứa, ngày sử dụng 2 lần. Đấy, trường hợp mẩn ngứa do nóng. Và vẫn cái lá này có thể là chữa được hắc lào các bạn. Trong trường hợp bị hắc lào ấy, vẫn dùng cái lá, mang rửa sạch sau đó là chà vào nơi bị hắc lào. Đấy. Hoặc có thể sử dụng cái củ cây này, có thể sử dụng cái củ cây chút chít. Đây các bác này, nó có phần rễ củ ở dưới ấy. Đây, nó phần rễ củ ở dưới đây. Con sẽ nhổ cây to này cho bác xem. Nó có phần rễ củ ở dưới. Đây ạ. Đấy. Bây giờ con sẽ nhổ một vài củ, tiện ra ngoài kia con sẽ rửa. Sau đó là chia sẻ cho các bác cách dùng cái củ này để chữa hắc lào. Đây các bác, toàn bộ hình ảnh của cây đây ạ. Đấy. Thân cây cao chừng khoảng 60 cm. Còn bộ phận rễ củ đây ạ. Trong trường hợp bị hắc lào mà các bác dùng cái củ này nhé, các bác mang về rửa sạch, bỏ cái rễ nhỏ đi, lấy phần rễ củ thôi, khoảng 1 lạng, 100 gram đi ạ. Sau đó các bác mang phơi khô. Đấy, khi nào khô thì các bác ngâm chung với khoảng 500 ml rượu. Ngâm trong thời gian khoảng 10 ngày. Đấy, và lọc lấy cái nước bôi vào vùng da bị hắc lào. Ngày bôi khoảng 2 đến 3 lần và dùng liên tục từ 5 đến 7 ngày. Đấy, đây cũng là một cái phương pháp trị bệnh hắc lào rất là hiệu quả từ cây chút chít hay gọi là cây lưỡi bò này. Đấy. Vừa có thể dùng lá mà cũng có thể là dùng củ các bác nhé. Đấy là công dụng chữa bệnh ngoài da, trong đó là có mẩn ngứa do nóng và bệnh hắc lào từ cây này. Ngoài ra thì còn có một công dụng rất hay nữa của cây lưỡi bò hay gọi cây chút chít này. Đó là công dụng giúp nhuận tràng và điều trị táo bón. Trường hợp bị táo bón thì có thể sử dụng cái rễ này các bác này. Rễ cây này. Đấy. Khoảng 4 gram, cam thảo 4 gram, tất cả rửa sạch, rồi đổ 3 bát con nước, sắc còn 1 bát. Chia làm 2 lần uống trong ngày và uống lúc khi thuốc còn nóng. Dùng liên tục 3 ngày để điều trị táo bón. Trong trường hợp bị khó đại tiện thì có thể sử dụng 8 đến 12 gram cái rễ cây này. Đấy, sắc nước uống. Rồi trường hợp táo bón nặng thì có thể là phối hợp 8 gram rễ cây này, cây lưỡi bò này, 8 gram chỉ xác, rồi 12 gram mộc thông. Trường hợp mà đại tiện ra máu thì thêm khoảng 6 gram hoa hòe sao cháy. Đấy, và sắc nước uống trong ngày. Đây. Tóm lại cây này thì có 2 công dụng chính. Một là chữa bệnh ngoài da, mẩn ngứa do nóng, hắc lào. Thứ hai nữa là, đó là chữa bệnh táo bón. Đấy, và giúp nhuận tràng. Cái lá cây này có thể là hái về để nấu canh được. Đấy, nhìn nó là cỏ dại thôi, nhưng mà có thể hái về nấu canh. Đấy, xào hoặc là nấu canh đều được. Đối với những ai bị khó đại tiện, rồi bị bệnh trĩ, rồi bị bệnh táo bón, đấy, thì các bác nên quan tâm đến những cây thuốc này có nhé. Nó là một cây mọc hoang, nhưng là một cây thuốc có công dụng rất tốt đối với hệ tiêu hóa. Đấy. Ở cái cánh đồng này nó mọc rất nhiều. Đấy. Vẫn nó đấy các bạn. Đây này. Đấy. Các bác nhá. Đây, bên này nữa này. Đấy. Vẫn nó đấy. Lá đây. Các bác khi gặp cây này thì hãy nhớ đó là một cây thuốc rất tốt cho đường tiêu hóa và rất tốt cho bệnh ngoài da. Bác nào còn biết thêm công dụng của cây lưỡi bò hay gọi là cây chút chít thì các bác hãy để lại bình luận xuống phía dưới giúp Quân. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những cây thuốc, vị thuốc, những bài thuốc trong dân gian Quân sẽ cập nhật thường xuyên. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Quân.